Samsung sắp khánh thành trung tâm R&D 220 triệu USD tại Hà Nội. Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Jo-ho cho biết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam với trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thủ đô đang được xây dựng, đạt tiến độ trên 50%, dự kiến khánh thành cuối năm 2022. Samsung đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Hà Nội và một pháp nhân bán hàng. Samsung đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với tổng số vốn đầu tư trên 17,7 tỷ USD. Khi trung tâm nghiên cứu và phát triển này đi vào hoạt động, số lượng kỹ sư Việt Nam từ 2.100 người sẽ tăng lên 3.000 người, dự kiến nghiên cứu về mảng trí tuệ nhân tạo, 5G, cơ sở dữ liệu lớn và Internet vạn vật. Về mặt dài hạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung được kỳ vọng đóng góp vào việc nâng cao năng lực ngành công nghệ thông tin, cũng như năng lực cạnh tranh trong cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam.